xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiên tha, tình thương mến ô con ngày đêm nhuận thầm sáng hồn tràn lan ơn thiên. Nguyện xin Chúa thưa các anh chị, tuần vừa rồi tôi đem tất cả những thắc mắc của các anh chị về mà đọc đó, thì thấy rất là nhiều và toàn là những câu hỏi khó cả. Hỏi khó quá nhưng mà lại thấy mừng. Mừng là bởi vì điều đó chứng tỏ là các anh chị có đọc. Có đọc thì mới thắc mắc chứ. Cho nên mừng là vì cái đó, và lại đọc cẩn thận nữa, cho nên mới nêu ra những thắc mắc như vậy. Thành ra tối hôm nay coi như là tôi sẽ dành trọn thời giờ để giải đáp những thắc mắc của các anh chị. Chứ nếu không thì sợ là cứ ấm ức ở trong lòng, rồi ăn không được, rồi ngủ không ngon, rồi đổ tội cho ông cha khảm. Nhưng mà trước khi đi vào những thắc mắc đó, có lẽ có một vài ghi nhận khá căn bản về Thánh Kinh mà chúng ta phải nói với nhau, để rồi trên nền tảng đó mình mới có thể giải thích những thắc mắc không mang tính vụn vặt nhưng nó có một tầm nhìn lớn hơn. Tôi rất tiếc là bận rộn quá cho nên tôi không có gửi cho các anh chị cái trang giấy viết về một vài điểm căn bản đó. Thì hôm nay tôi cứ nói đã, rồi khi nào có dịp thì tôi viết lại. Nhưng mà thấy ở đây toàn những người chăm chỉ, không là ai cũng có bút có viết hết. Chắc là viết vào sổ cũng được thôi. Có khi lại còn đẹp hơn là tôi đánh máy. Thì ghi nhận đầu tiên đó là chúng ta phải ý thức rằng Thiên Chúa ngỏ lời với con người bằng cách nào. Bây giờ các anh chị tưởng tượng coi, Chúa là đấng vô hình, không ai thấy cả. Thế bây giờ Chúa muốn ngỏ lời với mình, Chúa muốn nói chuyện với mình, thì Chúa nói làm sao? Bây giờ chúng ta lấy lại kinh nghiệm của mình trong cuộc sống đời thường này. Giả như bây giờ các anh chị và tôi gặp một người nước ngoài, thế chúng ta muốn nói chuyện với họ và muốn họ hiểu mình, thì mình phải làm sao? Mình phải nói ngôn ngữ của họ gì? Giả như bây giờ khá thông dụng là tiếng Anh chẳng hạn, thì mình phải dùng tiếng Anh mình nói với người ta thì người ta mới hiểu chứ. Nếu mình không nói được bằng lời thì ít ra là English by hand, cua cua tay này cũng hiểu. Mình phải dùng ngôn ngữ của người ta. Vậy thì khi Thiên Chúa muốn nói với chúng ta, Ngài cũng phải dùng ngôn ngữ của con người.
Mà trên thế giới này thì biết bao nhiêu ngôn ngữ, biết bao nhiêu dân tộc. Vậy thì Chúa phải dùng cái ngôn ngữ cụ thể của một dân tộc nào đó mà khi ta đọc sách thánh thì mình thấy đó là dân Do Thái ấy gì? Dân Israel. Và bản văn thánh kinh mà chúng ta có ở trong tiếng Việt Nam á, có phải là Chúa trực tiếp Chúa nói bằng tiếng Việt không? Mình làm sao mới có? Mình dịch gần chết nó mới ra chứ. Mình dịch từ tiếng Hebrew và tiếng Hy Lạp sang tiếng Việt Nam để cho người Việt Nam đọc. Cho nên khi Chúa muốn nói chuyện với mình á, là Chúa phải dùng ngôn ngữ của con người. Cái ngôn ngữ đó bao giờ nó cũng gắn liền với một nền văn hóa. Ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta gắn với văn hóa Việt Nam. Ngôn ngữ của những dân tộc khác lại gắn với văn hóa của họ. Tôi không cần nói những chuyện lớn lao. Các anh chị cứ quan sát rất đơn giản thế này. Ở Việt Nam mình á, mình ăn cơm bằng gì? À, bằng đũa. Thế bây giờ các anh chị đi du lịch sang các nước Âu Châu, ăn cơm bằng gì? Tưởng cũng bằng đũa đấy. Đức Hồng Y của chúng ta thì Ngài ví von á, là con người ta tiến bộ từng bước một. Ban đầu á, thì người ta ăn bằng 5 ngón. Bước thêm bước nữa thì người ta ăn bằng 4 ngón. 4 ngón là cái nĩa đó. Bước thêm bước nữa thì người ta ăn bằng 2 ngón. Cho nên là mình là trình độ cao. Nhưng rất đơn giản, có phải không? Chúng ta ở Việt Nam thì mình ăn cơm bằng đũa này. Sang Âu Châu, sang Mỹ, người ta ăn bằng nĩa, bằng muỗng. Văn hóa khác nhau rồi. Ở Việt Nam mình, nhà có đám tang, một người thân qua đời, chúng ta để tang thì chúng ta mặc màu gì, chít khăn màu gì? À, màu trắng. Thế thì bên các nước Âu Châu, nhà có tang thì người ta mặc màu gì? Màu đen. Thế thì làm sao? Văn hóa khác nhau rồi. Rồi trong cuộc sống hàng ngày, tôi sống ở Mỹ mấy năm để đi học mà tôi vẫn không thể nào tôi quen được với điều này. Trong nhà có một cha già đã ngoài 70, rồi có tôi thì ít tuổi hơn, rồi có một linh mục Mỹ trẻ mới có 30 mấy 40 à. Vậy mà cái ông cha trẻ đó gọi ông cha già toàn vác tên ra gọi không à. Dave, how you doing? Cứ toàn vác tên ra gọi. Bây giờ các anh chị tưởng tượng xem là các anh chị tự nhiên khám, khỏe không? Nghe được không? Nghe không được. Mình thấy nó xúc phạm sao đó. Cho nên tôi ở với cha già người Mỹ, lúc nào tôi cũng father, lúc nào cũng gọi là cha hết à. Nhưng mà trong văn hóa của người ta thì con với bố gọi nhau bằng tên như thế là rất thân mật. Văn hóa của người ta. Cho nên không cần nói những chuyện lớn lao. Chúng ta chỉ quan sát cuộc sống đời thường ở những gì nho nhỏ thôi. Mình đã thấy ngôn ngữ gắn với một nền văn hóa. Và văn hóa của các dân tộc khác nhau lắm. Và văn hóa đó lại gắn với lịch sử của dân tộc đấy. Văn hóa không phải là một cái gì chết cứng, một cái gì khô cứng, mà văn hóa là một sự sống phát triển. Chẳng hạn như ngay trên đất nước của chúng ta, cách đây 100 năm thôi, các cụ quan niệm rằng trai thì 5 thê 7 thiếp mà gái chính chuyên có 1 chồng. Và lúc đấy các cụ đâu có coi là tội lỗi gì, là chuyện bình thường.
thường, là chuyện bình thường. Nhưng mà đến bây giờ đó thì mình bảo là tội đa thê, phải không? Không được. Ngay trong văn hóa của dân tộc mình đã có những tiến triển, những phát triển. Tôi nói tất cả những điều đó để các anh chị thấy rằng Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta, Ngài phải vận dụng ngôn ngữ của con người. Ở đây là ngôn ngữ Do Thái, gắn với văn hóa Do Thái, gắn với lịch sử Do Thái. Chính vì thế, để hiểu Thánh Kinh, chúng ta cần phải tìm hiểu ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử của dân tộc đấy, chúng ta mới hiểu được đúng đắn. Còn nếu không thì mình giải thích theo kiểu chủ quan thôi. Và khi hiểu biết như vậy, mình cũng sẽ vượt lên trên được những thắc mắc mà cứ bình thường là mình bị vướng vào. Có nghĩa là mình nhờ sự hiểu biết đó vượt lên trên những từ ngữ và văn hóa đó để nắm được điều mà Thiên Chúa muốn nói với chúng ta qua những trang sách thánh. Đó là điều đầu tiên tôi muốn nói với các anh chị. Cái điều thứ hai là đường lối sư phạm của Thiên Chúa, tức là đường lối giáo dục của Chúa. Chúa tạo dựng con người nguyên thủy theo hình ảnh Chúa và cho họ được sống trong vườn địa đàng, nghĩa là trong hạnh phúc nguyên thủy. Nhưng mà chúng ta đọc sách Sáng Thế thì mình hiểu tổ tông chúng ta đã không trân trọng cái hạnh phúc đấy, đã phạm tội rồi đánh mất cái hạnh phúc đấy. Nhưng Thiên Chúa tiếp tục yêu thương và muốn cứu độ con người. Thế thì Chúa lại phải giáo dục lại từ đầu, và Chúa giáo dục bằng những bước tiệm tiến, từng chút một. Nó cũng giống như là mình quan sát chính cuộc đời của mình và cuộc sống của mọi con người. Ở đây có rất nhiều chị là mẹ trong các gia đình. Các chị sinh con ra, có phải ngay lập tức là các chị cho nó ăn cơm gà không? Có đâu. Các chị phải cho nó bú chứ. Đến một giai đoạn nào đó, các chị không cho con bú nữa, các chị mới tập cho cháu nó ăn những thức ăn lỏng hoặc là mềm mại. Rồi đến một giai đoạn nào đó, các chị mới cho cháu ăn cơm bình thường, từng bước một. Rồi đến khi mà các cháu nó lớn lên, nó đi học, nó vào mẫu giáo một cái, thế các anh các chị dạy nó phương trình bậc hai à? Mình còn chả hiểu nữa, chả là nó phải dạy nó đánh vần ABC chứ. Nếu không BC thì cũng bờ cờ chứ. Rồi từng bước một, nó mới học cao lên, nó mới tiếp thu được những kiến thức khác. Cho nên đường lối giáo dục tự nhiên cũng vậy thôi, rất là tiệm tiến từng bước một. Vậy thì khi chúng ta đọc sách thánh đó, mình cũng phải thấy là Chúa giáo dục nhân loại bằng con đường tiệm tiến. Ta lấy một ví dụ cụ thể này, luật ly dị. Có phải là ngay những trang đầu của sách Sáng Thế mình đã thấy là Chúa nói người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà luyến ái vợ mình và cả hai nên một thân mình không? Trong sách Sáng Thế nói rồi. Vậy mà đến thời Mô-xê đó thì Mô-xê lại cho phép ly dị. Mai mốt chúng ta đọc đến sách Lê-vi, chúng ta sẽ thấy có luật quy định rằng khi một người đàn ông
mà thấy vợ của mình có một điều gì đáng ruồng bỏ thì viết cho người vợ đó một giấy ly thư, coi như là giải thoát. Luật Mô-sê thì vậy. Rồi trong thực tế đó thì các bậc luật sĩ cắt nghĩa đủ kiểu. Trường phái nào mà nghiêm ngặt đó thì cắt nghĩa là khi mà thấy vợ ngoại tình chẳng hạn thì là trao cho vợ giấy ly thư. Nhưng mà có những trường phái cắt nghĩa là vợ mà hỗn láo với bố mẹ chồng thôi cho nghỉ luôn. Rồi đến một cái mức độ ông ấy cắt nghĩa là một điều gì đáng ruồng bỏ, nấu cơm khê thôi cho nghỉ luôn. Thế đó là quá lẽ rồi. Sau này đến thời Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu mới nói vì các ngươi cứng lòng cho nên Mô-sê cho phép các ngươi ly dị, chứ còn từ thuở ban đầu thì không phải như vậy. Anh chị thấy không? Chúa giáo dục con người trong lịch sử bằng những bước đi tiệm tiến như thế. Cho nên chúng ta nên quan tâm đến đường lối sư phạm của Thiên Chúa. Và điều cuối cùng mà các anh chị nên quan tâm, đó là khi đọc Thánh Kinh cũng giống như khi đọc một bản văn, chúng ta không nên tách một câu ra khỏi mạch văn của nó, mà phải đặt câu đấy vào trong toàn bộ mạch văn, và hơn nữa vào trong toàn bộ Thánh Kinh. Thì lúc đấy chúng ta mới hiểu một cách đúng đắn. Và đối với người Công giáo chúng ta, những Kitô hữu Công giáo, thì mình đọc Cựu Ước á, nhưng mình phải hướng về Chúa Kitô, là đấng mà nơi Ngài mọi lời của Thiên Chúa được thực hiện. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu Kitô mới có thể nói được rằng ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Và không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Cho nên chúng ta đọc sách Cựu Ước, nhưng mà tầm mắt của mình phải hướng về Chúa Kitô mới thấy được ý nghĩa trọn vẹn của những gì mình đọc. Đó là một vài ghi nhận mà tôi cho là căn bản đó, tôi muốn chia sẻ với các anh chị, để rồi bây giờ chúng ta có thể đi vào những thắc mắc mà các anh chị gửi cho tôi này. Tôi sẽ không đọc từng cái một đâu, nhưng mà tập trung lại. Chẳng hạn như một trong những thắc mắc mà các anh chị hỏi nhiều lắm, đó là cái vấn đề luân lý trong Cựu Ước, loạn luân chẳng hạn. Còn có thắc mắc là tại sao thời ông Lót cha con lại ăn ở với nhau, không cho là loạn luân, còn bây giờ thì lại cho là loạn luân. Kể cả anh em họ chứ không phải anh em ruột cũng bảo là loạn luân. Vậy xin Đức Cha giải thích cho. Một người khác thì hỏi, chúng con đã đọc hết 50 chương của sách Sáng Thế và có những thắc mắc như thế này, nhiều thắc mắc lắm, nhưng mà trong đó một thắc mắc là ông Giuđa ăn ở với bà Tama là con dâu. Về vấn đề này thì phải giải thích làm sao cho những anh em ngoại giáo để họ hiểu và tâm phục khẩu phục, vì tổ tiên mình sao có những hành động kỳ cục như vậy. Hỏi thế là có lý đấy chứ, và hỏi thế là khó chứ không có dễ đâu. Thế bây giờ chúng ta hiểu cái chuyện loạn luân thì nó làm sao. Các anh chị đọc chuyện ông Lót rồi ấy gì, cho nên tôi không có cần phải mở sách thánh ra tôi đọc lại, tôi chỉ nhắc thôi. Có phải ông Lót khi ông ấy có khách á, thế thì ông ấy đề nghị ông ấy tặng hai cô con gái cho khách cho nó thoải mái, có không?
thời nay mà ông bố nào mà lại dám làm cái kiểu đó thì làm sao? Thì chỉ có ra tòa thôi. Vậy mà thời đó ông Lót ông lại làm như thế. Mà chưa hết, sau khi mà thành Sodoma đã bị hủy diệt rồi, nhà ông Lót còn những ai? Vợ ông còn sống không? Thế còn ai? Còn hai cô con gái. Thế là hai cô mới tính toán làm sao? Ở với bố. Thời này chúng ta có chấp nhận được không? Đấy, các anh chị trả lời rất là chính xác. Thời này chúng ta không chấp nhận được. Nhưng chúng ta đừng quên rằng những sự kiện này xảy ra cách đây 3-4 ngàn năm. Lúc nãy tôi mới nói với các anh chị, thời bây giờ đó mà một ông mà 5 thê 7 thiếp ấy, có được không? Không được. Nhưng mà mới cách đây 100 năm trên đất nước chúng ta thì chuyện đó là chuyện bình thường. Bình thường. Mới còn 100 năm thôi đó. Còn đây là 3-4 ngàn năm về trước rồi. Cái bối cảnh văn hóa lúc bấy giờ là như thế. Và Thiên Chúa dạy dỗ con người từng bước một. Điểm nhấn ở trong câu chuyện ông Lót này không phải là vấn đề luân lý đạo đức, mà điểm nhấn trong câu chuyện này là việc nối dõi tông đường. Ở đây tôi nghĩ rằng văn hóa Việt Nam khá gần với văn hóa Thánh Kinh. Các anh chị lớn tuổi ở đây có nhớ câu mà ngày xưa chúng ta vẫn nghe là bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại không? Các bạn trẻ có nghe không? À, không nghe à? Thế thì hôm nay nghe. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Bất hiếu, không có hiếu với cha mẹ là có 3 điều. Mà trong 3 điều đấy thì cái điều nào là lớn nhất? Là vô hậu, không có con để nối dõi tông đường. Cho nên cỡ như tôi đó là thua rồi. Chứ không phải cái điểm nhấn là đạo đức, là luân lý. Mình lấy cái nhìn của ngày hôm nay để mình xét xử các cụ ở 3-4 ngàn năm trước thì cái đó hơi bất công. Đó cũng là một cách đọc Thánh Kinh mà phải hiểu văn hóa và đồng thời phải có cái nhìn toàn diện. Cùng với chuyện ông Lót á, là chuyện của tổ phụ Giuđa và Tama. Anh chị còn nhớ câu chuyện đó không? Tổ phụ Giuđa tức là tổ phụ của chi tộc Giuđa. Và chi tộc Giuđa là quan trọng lắm nhé. Bởi vì đấng cứu thế xuất thân từ đâu? Từ chi tộc Giuđa. Về nhà hoặc là mai mốt học Tân Ước á, học đến gia phả của Thánh Matthew á, đọc cho kỹ vào sẽ thấy tổ phụ Giuđa ở trong đấy đấy. Bà Tama cũng ở trong đấy đấy. Quan trọng lắm. Cho nên có một câu chuyện về tổ phụ Giuđa, nhưng lại là một câu chuyện mà đứng trên bình diện đạo đức tự nhiên thôi, người ta đã khó lòng chấp nhận. Cho nên các anh chị nếu thắc mắc là phải thôi. Tôi nhắc cho các anh chị nhớ, sách Thánh kể về tổ phụ Giuđa tách ra khỏi anh em của mình, cưới một người đàn bà xứ Canaan, có 3 người con trai. Người con lớn nhất đó, tên là Er, cưới một người vợ tên là Tama, mà không biết lý do làm sao anh con cả đó chết sớm mà vợ chưa có con. Ngày xưa đó người ta cho rằng một người mà bị chết sớm như vậy là phạm tội, cho nên Chúa mới phạt.
Nhưng mà Thánh Kinh không có nói điều gì về tội của anh ta. Thế thì chúng ta phải hiểu văn hóa Do Thái là thế này. Luật lệ quy định rằng khi một người đàn ông có vợ, người đàn ông chết đi mà không có con thì làm sao? Thì người em của người đàn ông đấy sẽ kết hôn với chị dâu của mình. Và đứa con đầu tiên sinh ra được coi là đứa con của người đã chết. Văn hóa Do Thái ghi trong lề luật như vậy. Cho nên sau này đó mới có mấy ông ở trong nhóm Sa Đốc hỏi Chúa Giê-xu làm sao mà có chuyện sống lại. Xong rồi họ mới dựa vào cái luật này nè, họ nói rằng một người đàn ông lấy vợ chết không có con, thế rồi người em thứ lấy rồi cũng chết không có con, rồi thứ ba lấy rồi cũng chết không có con. Mà bảy người như vậy đều chết mà không có con, vậy thì ở đời sau đó người đàn bà đấy thuộc về ai? Hỏi Chúa Giê-xu đấy. Người ta căn cứ vào cái luật này để người ta hỏi đây. Tôi nhắc lại cho các anh chị nhớ như vậy để thấy câu chuyện về tổ phụ Giu-đa không có cái gì là lạ lùng hết á. Thế người em của ông E là ông Onan mới lấy bà chị dâu. Thế nhưng mà ông Onan này, ông ấy không muốn mình sinh một đứa con cho ông anh chứ không phải của mình. Cho nên Thánh Kinh mới kể là ông ăn ở với vợ mà rồi ông ấy cho xuất tinh ra ngoài. Cho nên cái từ Onan từ đó trong các tiếng Âu Châu nó trở thành gốc cho một cái từ có ý nói đến cái tội ăn ở mà xuất tinh ra ngoài. Thế rồi Onan chết. Tổ phụ Giu-đa thấy hai anh con trai của mình lấy bà này chết hết rồi, cho nên còn có đứa thứ ba, đứa duy nhất còn lại. Không biết là ngài có sợ làm sao không cho lấy nữa. Nhưng mà bà Tama thì bà ấy ấm ức. Đúng theo luật Lê Vi thì bà ấy phải ăn ở với người em kế để có con nối dõi tông đường chứ. Mà đằng này không cho cho nên bà ấy ấm ức. Bà ấy ấm ức cho nên bà ấy phục kích. Bà ấy giả làm gái. Thế rồi tổ phụ Giu-đa thì không biết là đi hành hương ở đâu rồi vướng vào. Mà dại dột rồi lại trao cho bà ấy tất cả những cái gì để làm dấu riêng của mình. Cái ấn này, rồi sợi dây đeo cái ấn này, rồi cây gậy cầm ở tay nó trao hết. Bà ấy nắm làm bằng chứng rõ ràng. Sau này đến khi mà bà ấy có thai đó, người ta mới báo cho tổ phụ Giu-đa biết đó, thì ông hô hoán lên, như vậy thì cái con đó phải giết nó. Cô ấy có bằng chứng ở trong tay, ông là thủ phạm chứ còn ai nữa. Cho nên là cô ấy mới đưa ra. Thế là tổ phụ Giu-đa mới nhận cái lỗi của mình. Trong câu chuyện đó, nếu mà chúng ta chỉ đọc từ góc nhìn đạo đức luân lý ngày hôm nay, chúng ta không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà chúng ta quên mất rằng vào thời điểm cách đây 3-4 ngàn năm, người ta không nhấn vào khía cạnh đấy, mà người ta nhấn vào khía cạnh bằng mọi giá phải làm sao để có con nối dõi tông đường. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhân loại chỉ sợ nạn nhân mãn thôi, cho nên là phá thai thoải mái được khuyến khích thành chính sách. Mà chúng ta quên mất rằng cách đây 3-4 ngàn năm đó thì trên thế giới này con người hiếm hoi lắm. Và có đông con đó là dấu hiệu được chúc phúc. Ngay cả Việt Nam chúng ta cũng quan niệm rằng đông con là được Chúa chúc phúc, đúng không?
Nhiều dân tộc ở gần chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cho nên người ta kể ở bên Ấn Độ đó, chính phủ khuyến khích người ta là kế hoạch hóa, mỗi nhà chỉ sinh một con, hai con là cùng. Thế là người ta vẽ tấm bảng quảng cáo hai cái hình to, một cái hình là một đôi vợ chồng trẻ có một đứa con thôi đang dắt con lên xe hơi bóng lộn, còn bên cạnh đó là hình của một gia đình nông dân năm bảy đứa con, trời ơi nó nheo nhóc mà nó bệ rạc. Người ta gán cái bảng quảng cáo đó để khuyến khích là sinh ít con thôi. Ai dè người dân Ấn Độ người ta phản ứng, người ta chỉ vào cái hình của đôi vợ chồng mà có một đứa, bảo hai cái đứa này nhà nó giàu mà vô phúc, có mỗi đứa. Văn hóa ăn sâu vào trong tâm trí của người ta. Bây giờ thì các anh chị hiểu sao mà trước khi giải thích những thắc mắc này, tôi nói một vài ghi nhận căn bản để nó có cơ sở cho chúng ta hiểu. Chứ nếu không là mình sẽ chỉ thắc mắc vụn vặt lúc này lúc khác. Tôi hy vọng rằng những cái ghi nhận đó nó là cơ sở để sau này chính các anh chị giải đáp được các thắc mắc. Thế bây giờ kế tiếp cái chuyện loạn luân đó là một chuyện khác mà các anh chị cũng thắc mắc nhiều lắm. Đó là vấn đề sao mà Chúa ác quá. Đọc sách thánh mà thấy Chúa ác quá. Cụ thể này, xin Đức Cha cho con một câu trả lời khi một em sinh viên tâm sự với con: ba em theo đạo Thiên Chúa để lấy mẹ em. Khi em khoảng 20 tuổi thì ba em phát hiện ra Chúa của mình sao ác quá, giết từ già đến trẻ, đến con nít đầu lòng cũng không tha. Trích sách Xuất Hành chương 11 câu 4 đàng hoàng. Trong khi Phật của ông ta thì lại từ bi hỷ xả, đến con kiến cũng không giết. Thế là ông ta quay lại đạo Phật của ông ấy. Vậy con phải giải thích như thế nào? Một thắc mắc khác cũng tương tự như vậy, tôi khỏi phải đọc ra ở đây. Thế bây giờ các anh chị giải thích thì sao? Ở đây chúng ta áp dụng cái nguyên tắc đọc Thánh Kinh phải đọc toàn bộ. Thay vì chỉ chú ý đến có chi tiết đó, bảo là Chúa giết con đầu lòng của người Ai Cập, thì phải đặt vào trong toàn bộ sách Xuất Hành. Sách Xuất Hành kể cho chúng ta làm sao? Dân Do Thái ở bên đất Ai Cập từ thời tổ phụ Giuse, và dân Do Thái càng ngày càng phát triển đông. Pharaoh của Ai Cập mới sợ cái dân này mà nó phát triển đông nữa thì nguy to. Ông ra lệnh sao? Giết con trai đầu lòng của các gia đình Do Thái. Và Môsê chính là đứa trẻ đáng nhẽ đã bị giết, nhưng may mà bà mẹ cho vào cái thúng rồi thả trôi sông. Nhờ đó công chúa Ai Cập nghe tiếng khóc vớt lên đem về nuôi. Như vậy bây giờ chúng ta phải đặt câu hỏi, vậy thì ai giết con trẻ trước? Thiên Chúa của người Do Thái hay là người Ai Cập? Thấy không? Chính Pharaoh của Ai Cập ra lệnh giết chết những đứa con trai đầu lòng trong các gia đình Ai Cập. Và chính Pharaoh của Ai Cập làm mọi cách để không cho dân Do Thái được hưởng tự do, mà bắt họ phải làm nô lệ
cho đất nước của mình, để phục vụ cho những công trình của mình. Khi ta đặt vào toàn bộ câu chuyện sách xuất hành như vậy, thì ta mới thấy xuất hiện khuôn mặt của Mô-xê, mà đằng sau Mô-xê là Thiên Chúa, như một khuôn mặt đối trọng với Pha-ra-ô. Và lúc đấy mình mới khám phá ra rằng cái việc mà con trai đầu lòng trong các gia đình Ai Cập bị giết chết có thể được hiểu như là hậu quả của tội lỗi, chứ không phải là hành động tàn ác của Thiên Chúa. Chẳng hạn như bây giờ, một bạn trẻ vướng vào ma túy, cha mẹ của bạn nói rằng: này con ơi, con phải cố gắng, chứ còn nếu mà con cứ tiếp tục một lối sống như thế này thì không sớm thì muộn, hậu quả cũng vô cùng khủng khiếp. Mà anh bạn nó nhất định không nghe, cứ tiếp tục như thế. Mà một ngày nào đó phải đón nhận hậu quả thật khủng khiếp. Thế thì lúc đấy mình bảo là Chúa phạt à? Chúa phạt à? Đấy, các anh chị thấy không? Khi chúng ta đọc một câu chuyện Thánh Kinh ở trong toàn bộ sách xuất hành, mình sẽ thấy như vậy. Và nếu đọc kỹ, ta sẽ thấy rằng Chúa đã ra lời cảnh giác cho Pharaoh rồi: nếu ngươi không để dân Do Thái ra đi thì sẽ như thế này, thì sẽ như thế kia. Đó là hậu quả của tội lỗi. Nhưng mà tác giả thì trình bày như thể là Thiên Chúa trực tiếp ra tay để chứng tỏ quyền năng của người. Tác giả muốn đề cao quyền năng của Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Và cách trình bày đó khiến cho chúng ta cảm thấy sao mà Chúa ác quá. Nhưng nếu mà ta đọc trong toàn bộ sách xuất hành, ta sẽ khám phá một ý nghĩa khác. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay á, tôi nói với các anh chị là đọc Cựu Ước mà phải hướng tầm mắt về Chúa Giêsu Kitô, thì khi chúng ta hướng tầm mắt về Chúa Giêsu Kitô, ta sẽ khám phá ra Thiên Chúa không hề là một vị thần tàn ác, mà trái lại, Thiên Chúa là một Thiên Chúa yêu thương đến độ hiến con mình cho nhân loại. Và nhờ máu của con một Thiên Chúa đổ ra trên thập giá, cũng giống như là máu chiên được ghi ở trên thành cửa của mỗi gia đình Do Thái, mà chúng ta được giải thoát. Cho nên người Công giáo đọc sách Thánh Cựu Ước mà đồng thời quy chiếu về Chúa Kitô, để khám phá ra ý nghĩa đích thực của những câu chuyện trong Cựu Ước. Đó là lý do, một trong những lý do mà khi các anh chị đi dự lễ cùng với bài Phúc Âm, bài Tin Mừng, các anh chị nghe rất nhiều bài Cựu Ước liên quan đến bài Tin Mừng. Đấy là thắc mắc lớn thứ hai mà các anh chị nêu ra cho tôi. Ngoài ra còn một số thắc mắc như thế này. Bây giờ chắc cứ phải theo thứ tự thôi. Trước hết đó là con đọc Sáng Thế chương 17 thì Thiên Chúa ký kết giao ước cắt bì cùng ông Abraham và bà Sarai. Hai ông bà được đổi tên là Abraham và Sarah, cùng được chúc phúc báo trước sẽ có con khi ông 99 tuổi mà bà 90. Rõ vậy á hả? Nhưng ông cười và nghĩ bụng. Sáng Thế 17:17. Còn bà Sarah cười thầm và bảo. Sáng Thế 18:12-15. Thì Thiên Chúa lại trách bà chứ không trách ông. Có phải các bà kém tin hơn các ông không? Cái này các chị trả lời đi, chứ tôi sao trả lời được. Đại khái là
Người bạn của chúng ta đặt câu hỏi là cáo ngáp ra, ông cũng cười vậy. Chứ đâu phải một mình bà Sarah bà ấy cười. Nếu mà chúng ta đọc lại ở trong văn mạch đó, thì hy vọng là các anh chị sẽ thấy cười ở đây có nghĩa là niềm vui á, niềm vui. Sinh Isaac là cả một niềm vui, vì trong tuổi già như thế mà lại sinh con. Nhưng mà đồng thời cười ở đây cũng có một nghĩa thứ hai nữa. Ở trong văn mạch tôi không mở ra bây giờ, nhưng mà tôi nhớ loáng thoáng vậy, là bà Sarah bà ấy nói rằng những người hàng xóm láng giềng mà người ta nhìn bà ấy già như vậy mà có bầu thì người ta cười bà ấy. Hai ba nghĩa cơ. Nhưng mà không có đặt vấn đề ở đây là các bà kém tin hơn các ông đâu, tôi không nghĩ như vậy nhé. Một thắc mắc khác, sau khi Chúa Giêsu giáng sinh đến hôm nay là thế kỷ 21 rồi, vậy tính từ lúc Chúa Giêsu giáng sinh trở về cho đến lúc ông Adam và bà Eva đó thì bao nhiêu thế kỷ? Xin cha hướng dẫn để khi về giúp lớp dự tổng có thể hướng dẫn lại cho các bạn. Các anh các chị đoán thử bao nhiêu thế kỷ? Không có thế kỷ nào hết. Thực sự ra các anh chị đặt câu hỏi thì có lý, nhưng mà đại khái là thế này. Chúng ta có hai bản gia phả của Chúa Giêsu, một bản gia phả trong Tin Mừng theo Thánh Matthew và một bản gia phả trong Tin Mừng Luca. Mai mốt khi học sang Tân Ước tôi sẽ chỉ cho nó kỹ hơn, bây giờ nói sơ sơ thôi. Trong bản gia phả của Matthew á thì Chúa Giêsu xuất thân từ vị này vị nọ và lên chót á chỉ là tổ phụ Abraham. Còn trong bản gia phả của Luca đó thì là kể cho đến ông Adam. Thế nếu bây giờ mà các anh chị muốn tính bao nhiêu thế kỷ thì các anh chị vào cái gia phả của Luca đếm ra. Đấy là nói về nguyên tắc. Nhưng trong thực tế thì không phải thế. Tại sao vậy? Là bởi vì khi mỗi một tác giả sách Tin Mừng viết bản gia phả thì điều mà các ngài nhắm tới không phải là gia phả theo nghĩa bình thường như chúng ta hiểu. Chẳng hạn như chúng ta viết gia phả tên của mình, bố đẻ mình, ông nội mình, ông cụ nội mình. Các thánh sử không viết gia phả của Chúa Giêsu theo nghĩa như vậy, mà các thánh sử chủ đích là đưa vào một ý hướng về thần học, về giáo lý ở trong đây. Cho nên khi Matthew viết gia phả của Chúa Giêsu mà lên đến tổ phụ Abraham rồi nói đến vua David á, bởi vì Matthew viết sách Tin Mừng cho người Do Thái. Người Do Thái là những người rất quen với Cựu Ước, và Matthew dựa vào Cựu Ước để chứng minh rằng Chúa Giêsu chính là đấng Messiah mà Cựu Ước đã nói đến, mà các tiên tri đã nói đến. Còn chủ đích của Thánh Luca đó, khi viết bản gia phả mà ngược lên đến tận Adam thì muốn nói đến toàn thể nhân loại chứ không chỉ dân Do Thái. Nhưng mà ngài cũng không có kê khai ra theo cái nghĩa mà chúng ta vẫn làm, và tôi mới nói đó, tên của mình, rồi bố mình, rồi ông nội mình, rồi ông cụ nội mình, không có. Mà chỉ cho thấy mối liên hệ từ đầu cho đến Chúa Giêsu. Các anh chị quên mất là khi bắt đầu học sách Sáng Thế, tôi đã căn dặn rồi, 11 chương đầu của sách Sáng Thế không phải là những chương sách viết theo thể văn lịch sử
có nhớ không? Viết theo thể văn lịch sử có nghĩa là chẳng hạn ngày mai này, 23 tháng 4 thứ sáu, chúng ta cử hành lễ dỗ tổ Hùng Vương, cả nước nghỉ. Thí dụ vậy, đó là lịch sử theo nghĩa mà mình thường hiểu. Nhưng mà 11 chương đầu của sách Sáng Thế không được viết theo nghĩa lịch sử như vậy, mà được viết để trình bày nguồn gốc của thế giới, nguồn gốc của nhân loại. Tại sao lại có đau khổ? Tại sao sự ác lại đột nhập trần gian? Tại sao lại có cái chết? Đấy. Những vấn đề mang tính siêu hình. Và chúng ta xuyên qua những câu chuyện ấy phải đọc được giáo huấn tôn giáo mà Chúa trao gửi cho chúng ta qua bản văn sách Sáng Thế. Chứ không phải nó là cuốn sách lịch sử theo nghĩa đen bây giờ mình hiểu. Phải nắm cái điều căn bản đấy thì mình sẽ thoát ra được khá nhiều thắc mắc. Cho nên quay lại cái thắc mắc này, không có cái chuyện tính toán là bao nhiêu thế kỷ đâu nhé. Một thắc mắc nữa này, chương 11 sách Sáng Thế câu 6, Đức Chúa phán: đây tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Chuyện về tháp Ba Ben đó hả? Theo hai câu kinh thánh này thì Chúa có vẻ sợ loài người mà chính tay Chúa tạo ra, và Ngài không muốn loài người đoàn kết với nhau để cùng nhau tạo dựng một đời sống tốt lành hoàn hảo hơn. Điều này thật là vô lý, con không thể nào tưởng tượng được một Thiên Chúa toàn năng và là nguồn mạch sự sống, nguồn mạch tình yêu mà lại có thể suy nghĩ như thế. Con nghĩ là tác giả sách Sáng Thế đã viết theo một ý nào đó mà con chưa hiểu. Đúng đấy, tác giả không nhắm cái điều mà chúng ta dễ suy luận ra là Thiên Chúa không muốn cho người ta đoàn kết. Sợ người ta đoàn kết thì là người ta chống lại mình. Không phải như vậy. Nếu mà chúng ta đọc kỹ lại cái câu chuyện về tháp Ba Ben á, thì sẽ thấy có một số chi tiết đại khái như thế này. Thiên Chúa muốn cho nhân loại trải ra khắp mặt đất và sinh sôi nảy nở. Nhưng mà trong câu chuyện tháp Ba Ben này thì người ta lại co cụp lại với nhau. Đấy, tức là không thi hành cái lệnh truyền của Thiên Chúa. Và chúng ta đừng quên, tôi nhớ là tôi có dặn các anh chị từ đầu, nhưng mà nó không phải lớp thánh kinh chuyên môn cho nên chắc là nói thoáng qua để các anh chị khó nhớ lắm. Cái bản văn sách Sáng Thế mà chúng ta đọc á, thực sự không phải chỉ là một tác giả viết một mạch từ đầu đến cuối hả? Mà nó có đến 4 nguồn văn khác nhau. Nguồn văn người ta viết tắt là Y-Krek á, Yavis. Tức là khi nào nói về Chúa thì người ta là dùng cái từ Giave. Nguồn văn thứ hai viết tắt là E trong tiếng Việt. Khi nào nói về Chúa người ta dùng từ Elohim. Nguồn văn thứ ba viết tắt là P, chúng ta gọi là nguồn văn tư tế. Nó có tới 4 nguồn văn cơ. Và mỗi một nguồn văn nó có một nét riêng. Thế thì câu chuyện tháp Ba Ben này được viết từ nguồn văn Yavis, mà tác giả của nguồn văn này có khuynh hướng sử dụng thứ ngôn ngữ gọi là như nhân. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là hình dung Thiên Chúa như một con người và ứng xử như một con người. Cho nên chúng ta thấy ông ấy mô tả Chúa xuống
Chúa đi xuống. Đấy, rồi Chúa nghe. Tai không biết là đẹp hay là xấu, nhưng mà Chúa nghe. Rồi Chúa ghen tị, sử dụng cái ngôn ngữ như nhân, cái ngôn ngữ của con người, về con người, để diễn tả về Thiên Chúa. Cái một vài chi tiết như vậy sẽ giúp cho chúng ta hiểu ý chính ở trong câu chuyện Tháp Ba Ben. Nó không nằm ở chỗ là Thiên Chúa không muốn con người đoàn kết, không có. Mà trái lại, nó sẽ nằm ở cái chỗ là con người không có tuân theo lệnh truyền của Thiên Chúa. Và vì thế họ trở thành chia rẽ với nhau. Và đến khi ta đọc sang Tân Ước, sách Công Vụ, về ngày lễ ngũ tuần Chúa Thánh Thần hiện xuống, thì lúc đấy các tông đồ rao giảng tin mừng mà mỗi một người nghe ra tiếng nói của mình. Nếu ma quỷ nó là nguyên cớ để gây chia rẽ, thì Chúa Thánh Thần là nguyên nhân, nguyên tố của sự hiệp nhất. Ý nghĩa chính nó mới nằm ở đó. Một câu hỏi nữa này, không liên quan đến sách thánh, nhưng mà các anh chị viết vào đây cho nên tôi phải cố gắng thôi. Người Công giáo phá thai tất nhiên là phạm tội giết người, khi đi xưng tội thì có được tha không? Có cha bảo tha, nhưng lương tâm của một người mẹ cứ bị dằn vặt cắn rứt hoài, thì cha bảo đấy là vì con chưa tin, và xét một cách nào đó là con phạm tội làm mất lòng Chúa Thánh Thần. Đây cũng có thể là băn khoăn của nhiều anh chị em. Trong kỳ họp hội đồng giám mục vừa rồi, chúng tôi cũng có nói đến điều này. Thế bây giờ, một người Công giáo phạm tội phá thai, tội là chuyện đương nhiên đã phạm rồi, nhưng mà gắn với cái tội phá thai là cái gì? Là cái vạ. Vạ. Và đây người ta gọi là vạ tiền kết, có nghĩa là đã được kết án trước rồi. Cho nên phạm một cái thì vướng ngay vào cái vạ đó thôi. Phạm tội đã vậy, nhưng mà tội phá thai nó gắn với cái vạ. Vậy thì hỏi là đi xưng tội thì có được tha không? Sẽ có hai chuyện. Được tha tội, nhưng mà có được tha vạ không? Vậy thì giáo luật đó đưa ra một vài cách thế như thế này. Cách thứ nhất, đi xưng tội với linh mục, nhưng mà linh mục nhắc cho biết bây giờ con phải về, con viết không cần đề tên của con gì cả, con chỉ viết một cái thư trình lên cho Đức Giám mục địa phận, xin Ngài tha cho. Và khi người mắc tội đó mà viết thư rất vắn tắt như vậy, rồi tìm cách gửi lên tòa giám mục, có thể nhờ cha sở gửi cũng được, thì nguyên cái việc đó cũng đã coi như được tha rồi, bởi vì Đức Giám mục sẽ tha. Thì cách đó để giúp cho hối nhân, cho người phạm tội được thanh thản tâm hồn, biết chắc rằng đấng thay mặt Chúa tha vạ cho mình. Và đồng thời cũng là một cố gắng để ý thức rằng mình đã làm một việc rất không nên không phải, và cố gắng đừng tái phạm nữa. Một cách thế khác, Đức Giám mục giáo phận thì thường là rất bận rộn. Ngài có thể trao công việc này cho một linh mục, cả giáo phận, nhưng mà Ngài chọn một linh mục thôi. Người vướng vào tội đó đi xưng tội với bất cứ linh mục nào, thế nhưng để được tha vạ thì phải lên gặp vị linh mục đã được Đức Giám mục trao trách nhiệm.
Một cách thứ ba sau này rộng rãi hơn là chính linh mục giải tội cũng tha cho chúng ta. Cho nên nếu anh chị em trong trường hợp này hỏi vị linh mục đấy, con đã lỡ phạm tội như thế, con thành tâm sám hối, cha tha tội cho con, nhưng con có được tha tạ không? Cứ hỏi Ngài, Ngài khẳng định rằng đã được tha thì chúng ta bình an. Có được không? Tôi biết là tại một vài giáo phận cho đến hôm nay vẫn áp dụng cái phương thế là linh mục giải tội thôi, nhưng mà rồi người phạm tội phá thai đó phải viết một cái thư trình lên Đức Giám mục. Không cần để tên tuổi gì của mình cả, nhưng mà trình bày cái sự việc cho Đức Giám mục, và chính Đức Giám mục tha cho mình. Và không cần phải gặp trực tiếp Đức Giám mục, chỉ cần gửi cái thư đó cho Ngài là đủ. Tôi biết là tại một vài giáo phận vẫn còn áp dụng như thế, và nhiều vị giám mục thấy rằng làm như thế là điều tốt, là điều tốt để giúp hối nhân ý thức hơn, vất vả một chút nhưng ý thức hơn, và đồng thời có được sự bình an trong tâm hồn. Thế đấy là những thắc mắc mà tôi nhận được từ tuần trước, còn hôm nay tôi đến nơi thì cũng thấy hai thắc mắc đây rồi. Nhưng mà chắc cho tôi nợ thôi, bởi vì bây giờ hết giờ rồi ha? Quá giờ của các anh chị rồi. Chúng ta ngừng ở đây, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại.